Oh,
không? Vỗ tay. Trời ơi, cười quá cười, quay quá quay mà cuối cùng kết bài không vỗ tay. Bây giờ là phải phạt đi. Bây giờ phạt à? Ừ. Thế bây giờ bắt một người hát theo anh một bài. Ok. Theo anh nhá. Đẹp trai quá anh ơi. Không, anh cũng nhận thức được điều đấy. Đẹp trai thì thường hay không đúng không? Mọi người hay có câu đấy, nhưng mà anh cũng công nhận là đôi khi mình cũng hơi vui vui quá. Thôi cái nét của anh nó thế rồi. Cái lúc anh hát ballad thì ok. Là cái lúc bị đít hát trời làm gió sẽ cánh chia một nhịp bước môi thương chân truyền.